Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin kính chào toàn thể hội thánh. Amen. Chúng ta sẵn sàng bước vào lời của Đức Chúa Trời. Amen. Xin Chúa cho mỗi một chúng ta vừa nghe và làm theo lời của Chúa. Amen. Amen. Và xin cầu nguyện. Chúa Thánh Linh yêu quý của chúng con, Ngài quá tuyệt vời. Ngài hiện diện với chúng con trong mọi lĩnh vực. Và chúng con nói với Chúa rằng xin Chúa luôn luôn hiện diện giữa vòng chúng con, Ngài không ra khỏi chúng con. Amen. Và Ngài hiện diện 24/7 trên đời sống của chúng con, để chúng con thấy được phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con. Và ngay thì giờ này, Ngài là tác giả của Kinh Thánh, Ngài dẫn chúng con vào lẽ thật của Ngài và cho chúng con thấu hiểu và áp dụng lẽ thật để chúng con được tự do. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng cái thời giờ vinh hiển này trong tay cầu nguyện của Chúa và thành tâm cầu nguyện. Chúng dâng Chúa Jesus Christ. Amen. Alleluia. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy rằng khi Chúa hiện diện thì chúng ta rất là vui mừng, rất là hạnh phúc. Có sự hiện diện của Chúa, lòng của chúng ta thật là thỏa vui. Amen. Amen. Trong đám cưới mà có sự hiện diện của Chúa thì sao? Rất là vui mừng. Amen. Trong mỗi gia đình của chúng ta có sự hiện diện của Chúa thì Amen. Rất là vui mừng. Amen. Và ngày hiện diện thì ngày ban phước. Amen. Ngày hiện diện thì kẻ thù địch phải chạy trốn. Amen. Ngày hiện diện thì tất cả bệnh tật hay là những nỗi buồn của chúng ta sẽ biến mất đi. Amen. Và Ngài sức dầu vui mừng cho mỗi đời sống của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Qua lời làm chứng của Đình Nam thì chúng ta thấy được rằng là một thì giờ hôn lễ và có cha mẹ và có những người thân không biết Chúa, nhưng mà họ thấy được cái sự hiện diện của Chúa tác động. Bởi vì khi Đình Nam đặt tay lên cuốn kinh thánh thì người run rẩy và khóc và gục xuống và khóc, và chính những người không biết Chúa đã họ thấy có sự hiện diện của Chúa rất là rõ ràng. Anh cảm ơn Chúa, hôn lễ có sự hiện diện của Chúa thì phước lành. Amen. Anh em các Amen. Con nhớ là giữ cái phước lành, giữ cái sự hiện diện của Chúa trên cả cuộc đời của mình. Amen. Amen. Và hội thánh của Chúa chúng ta cần phải giữ sự hiện diện của Chúa. Amen. Luôn luôn. Amen. 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 Có hai câu kinh thánh rất cần thiết cho chúng ta. Đó là câu 15, câu 16, 17. Sau các việc này ta sẽ trở lại và tái thiết nhà trại của David đã hư sập. Ta sẽ xây dựng lại và trùng tu những nơi đổ nát, ngõ hầu những người còn lại trong nhân loại có thể tìm kiếm Chúa, cùng tất cả dân tộc ngoại quốc mang danh ta. Chúa là đấng thực hiện việc này phán vậy. Amen. Ta sẽ trở lại và tái thiết nhà trại của David đã hư sập. Ta sẽ xây dựng lại và trùng tu những nơi đổ nát, ngõ hầu những người còn lại trong nhân loại sẽ có thể tìm kiếm Chúa, cùng tất cả các dân tộc ngoại quốc mang danh ta. Chúa là đấng thực hiện việc này phán vậy. Amen. Amen. Chúng ta rất là vui sướng khi kinh nghiệm được cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ lại đời sống của Bác Túng. Ông đã đi dốn khắp mọi nơi mọi chỗ, cả nhà thờ Công giáo, nhà thờ Tin Lành, rồi các nhóm tư gia đều đi hết. Nhưng mà khi đến với hội thánh của chúng ta thì chúng ta nghe được bác kể lại điều rất là đặc biệt, đó là Chúa thăm viếng bác quá diệu kỳ. Lần đầu tiên bác phải nhóm lại thì bác nói rằng cái hội thánh này lộn xộn quá, bởi vì hát hò như vỗ tay rồi múa đủ thứ hết, không có kính kiềm gì hết. Nhưng mà tuần thứ hai bác đến
thì khi anh em cất lên tiếng hát thì nước mắt của bác trào ra và tay chân không đứng nổi, rồi bác phải quỳ xuống và nước mắt đến nỗi là ướt cả cái đầu gối của bác nữa. Và tiếp tục tuần thứ hai, tuần thứ ba, tuần thứ tư, liên tục mấy tuần liền, mỗi lần ca ngợi Chúa, sự hiện diện của Chúa là bác đứng không nổi và khóc nức nở vì thấy mình tội lỗi quá mà thấy mình thua kém những bạn thanh niên rất là nhỏ đang thờ phượng Chúa. Thì khoảng tuần thứ năm đó thì tôi mới về, thì tôi thấy một người lạ lạ thì tôi mới mời vào uống cà phê sau khi nhóm lại. Mà khi gặp tôi thì bác mắt đã đỏ hết rồi và bác kể lại đó là tôi tin Chúa 60 năm rồi, tôi đi khắp nơi rồi. Và đối với tôi thì mục sư rất là quan trọng. Đấy, nơi nào mà có mục sư thì cảm thấy hình như nó hụt hẳn. Nhưng mà tôi nhóm ở đây 4 tuần rồi không có mục sư. Nhưng mà thật sự có Chúa mục sư ơi. Amen. Không có mục sư ở nhà, nhưng mà có Chúa thăm. Amen. Và ông đã kể lại những điều mà Chúa thăm viếng. Và ông đã quỳ gối xuống và cầu nguyện với Chúa. Amen. Lòng tan vỡ trước mặt Chúa. Giống như em Nga hay là Nắng? Nga không ạ? Chúa cũng thăm viếng đụng chạm và cũng khóc phải không ạ? Đời sống của đình năm ngày hôm qua cũng gục xuống và khóc. Bởi vì Chúa là đấng thăm viếng và Chúa là đấng hiện diện. Amen. 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 Chúa nói là ta sẽ phục hồi lại nhà trại của David. Chúa không nói là ta sẽ phục hồi lại đền tạm của Môi-se. Chúa không nói là Ngài phục hồi lại cái đền thờ của Sa-la-môn. Nhưng mà Ngài phục hồi lại đền tạm của David, để mọi dân, mọi nước trên thế gian sẽ đến và tìm kiếm Chúa, sẽ đến mà thờ phượng Ngài. Chúng ta biết được nhà tạm của David là như thế nào không? Trong Sa-mu-ên thứ nhì đoạn 6 đó thì chúng ta thấy rằng là David thỉnh hòm giao ước của Đức Chúa Trời trở về. Chúng ta biết cái hòm giao ước của Đức Chúa Trời là nơi mà Đức Chúa Trời ngự, không ạ? Nơi mà Đức Chúa Trời ngự ở đó. Và cái hòm giao ước từ thời kỳ vua Saul thì sao? Bị dân Philistin chiếm mất đi. Mà khi dân Philistin đem vào thành Dagon của mình thì thành Dagon sụp đổ. Lần thứ nhì thì thằng ba con gãy đầu và gãy tay, sợ quá chuyển đi nơi khác. Mà chuyển đi nơi khác thì Chúa khiến cho dịch lệ làm cho chết chóc và kinh hoàng, và làm cho dân Philippines phải hoảng sợ. Và cuối cùng các thầy bói, thầy cúng, phù thủy hiệp chung với nhau phải đưa hòm giao ước của Đức Chúa Trời trở về Israel. Mà khi trở về Israel thì chúng ta thấy được rằng điều gì? David, vua David tập hợp toàn quân tinh nhuệ trong vòng Israel, số là 30.000 người. Vua dẫn toàn quân đến thành Ba-la trong xứ Giu-đê để thỉnh rương giao ước của Đức Chúa Trời về. Rương giao ước mang danh của Chúa vạn quân. Ngài đặt ngôi của Ngài trên các phần mộ giá, trên nắp rương. Họ đặt rương giao ước của Đức Chúa Trời lên một cỗ xe mới, đem ra khỏi nhà ông Abinadab ở trên đồi. Ông Usa và ông Ahio, hai người này dẫn chiếc xe đi. Ở đây chúng ta thấy được là vua David dẫn 30.000 quân tinh nhuệ để mà rước hòm giao ước của Đức Chúa Trời về và để lên một cái cỗ xe mới. Và hai cái người Usa với một người Abin thì khi mà rước về đó thì cái rương giao ước của yển bò nó xảy chân, thì cái rương giao ước nó bị nghiêng, thì Usa bắt đầu đỡ cái rương giao ước và giáp đại vũ. David sợ quá,
không dám rước về thành David, nơi Jerusalem nữa. Bởi vì ông sợ Đức Chúa Trời, ông cũng giận Đức Chúa Trời luôn, mà giết Uzza. Nhưng mà sau đó thì cái rương giao ước của Đức Chúa Trời được đặt tại nhà Obed-Edom. Chúng ta thấy ngày hôm ấy vua David sợ Chúa và tự nhủ, làm sao tôi có thể đem rương giao ước của Chúa về với tôi được. Vua David không muốn đem rương giao ước của Chúa về thành David với mình, nên chuyển hướng đưa rương giao ước về nhà của ông Obed-Edom, quê ở thành Gát. Rương giao ước của Chúa ở nhà Obed-Edom, người thành Gát. Chúa ban phước cho ông Obed-Edom cả gia đình ông. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái rương giao ước của Chúa ở 3 tháng trong nhà Obed-Edom, người thành Gát, Chúa ban phước cho ông Obed-Edom và cả gia đình của ông. Và có người báo tin cho vua David vì rương giao ước của Đức Chúa Trời có ban phước cho gia đình ông Obed-Edom và mọi tài sản của ông. Vua liền đi thỉnh rương giao ước của Đức Chúa Trời từ nhà ông Obed-Edom lên thành David với lễ tiệc liên hoan. Khi những người khiêng rương giao ước của Chúa đi được 6 bước thì vua David dâng một con bò đực béo tốt làm sinh tế. Rương giao ước của Đức Chúa Trời ở nhà Obed-Edom trong 3 tháng, và Đức Chúa Trời đã ban phước cho gia đình Obed-Edom và cả nhà của họ. Trong 3 tháng rất là ngắn ngủi, nhưng mà phước lành của Đức Chúa Trời đổ đầy dẫy trên nhà Obed-Edom. Amen. Có 3 tháng thôi, Đức Chúa Trời làm gì có phép lạ quá lớn đâu. Ở đây Kinh Thánh không ghi là Chúa làm phước như thế nào, nhưng mà tôi thiết nghĩ, tôi tưởng tượng rằng là nhà ông nuôi rất là nhiều bò sữa, và ông vắt sữa buổi sáng rồi buổi chiều lại có sữa nữa vắt tiếp. Và như vậy rồi nho bên ngoài này cắt nho đi, rồi nho mọc ra rất là nhanh chóng, và biết nhiều điều, nhiều phép lạ có thể xảy ra trong nhà của Obed-Edom. Và 3 tháng thôi, nhưng mà Đức Chúa Trời ban phước quá nhiều cho Obed-Edom. Amen. Amen. Bởi vì sự hiện diện của Chúa ở nhà ông. Amen. Amen. Chúa nói rằng năm nào có ghi nhớ cho Chúa thì sao? Chúa đến và ban phước tại đó. Amen. Nơi nào có ghi nhớ dân Chúa, Chúa đến và ban phước tại đó. Nơi nào Chúa hiện diện, nơi đó Chúa ban phước. Amen. Ngày xưa Đức Chúa Trời hiện diện trên hòn giao ước, trên nắp thi ông, phải vậy không ạ? Amen. Nhưng mà ngày hôm nay thì sao? Chúa hiện diện ở đâu? Trong thời kỳ Chúa Giêsu thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh, và Đức Chúa Trời đã sức dò cho Chúa Giêsu bằng Thánh Linh và quyền phép. Trong thời kỳ Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nói rằng là ngươi phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ xây lại. Và Ngài nói không phải đền thờ Jerusalem, nhưng mà đền thờ chính là thân thể Ngài. Chúng ta nhớ đoạn 2 câu dân không ạ? Từ câu 19 đến câu 21. Thời kỳ Chúa Giêsu còn đền thờ Jerusalem đó, nhưng mà Thánh Linh không ngự trong đền thờ, nhưng mà ngự lên Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu là đền thờ của Đức Chúa Trời. Và sau thời kỳ công vụ, Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên hội thánh của Đức Chúa Trời, chứ không phải ngự trên đền thờ Jerusalem nữa. Amen. Amen. Bởi vậy mỗi một đời sống của chúng ta ngày hôm nay là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh chị em, phải vậy không? Nhưng mà làm thế nào để chúng ta được phước? Làm thế nào để chúng ta có thể giữ được cái sự hiện diện của Chúa mãi mãi trong đời sống của chúng ta? Chúa Giêsu nói là khi Thánh Linh đến thì Ngài ở với anh chị em, Ngài ở với anh chị em, và Ngài ở trong anh chị em. Amen. Và Thánh Linh đến thì Ngài ở với anh chị em đời đời. Amen. Chứ không phải một hai bữa. Amen. Amen. Và chúng ta có giữ được cái sự hiện diện của Chúa?
liên tục trên đời sống của chúng ta. Chúng ta biết rằng Thánh Linh của Chúa là đấng tồn tại. Amen. Ngài ở khắp mọi nơi, Ngài ở trong chúng ta đó. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có giữ được cái sự hiện diện của Chúa là phần của chúng ta? Ngài ngự, Ngài ở trong chúng ta, nhưng mà Ngài hiện diện thì khác à. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng toàn năng, toàn tri, và Ngài là đấng toàn tại. Nhưng mà khi Môi-se dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập thì chúng ta thấy điều gì xảy ra? Ngài hiện diện trong trụ mây, Ngài hiện diện trong trụ lửa, Ngài hiện diện ở đó. Mà khi trụ mây mà hạ xuống đàn tạm thì dân Israel nhìn biết rằng Đức Chúa Trời hiện diện rồi, có vấn đề gì đó rồi. Ngài hạ xuống và gọi, Ngài gọi Môi-se, Ngài gọi A-rôn, Amen, là những người lãnh đạo của Chúa. Ngài luôn luôn dẫn dắt, Ngài che phủ dân Israel suốt 40 năm trong đồng vắng. Ngài hiện diện, Ngài ban phước, Ngài ban mana, Ngài ban chim cút, Ngài làm nhiều phép lạ lớn lao vô cùng trong đồng vắng. Amen. Và sự hiện diện của Chúa làm cho dân Israel được phước, được nuôi dưỡng, kẻ thù nghịch chạy trốn. Amen. Phải vậy không ạ? Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho nhà Obed-Edom trong vòng 3 tháng đầy dãy mở phước rồi. Amen. Đến nỗi người ta báo lại cho vua David. Vua David chắc chắn rằng là cũng có lòng ghen tị luôn không ạ? Thấy ban phước cho nhà Obed-Edom, trong khi đó là mình không dám rước về thành David, nhưng mà để lại cho thành cho nhà Obed-Edom. Và Chúa đã ban phước quá nhiều cho Obed-Edom, bây giờ David phải rước về. Ngày trước trong đoạn 6 thì ông phải 30.000 quân tinh nhẹ để mà rước hòm giao ước bằng quân đội rất là hùng mạnh. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải điều gì? Không phải rước cái kiểu đó, không phải rước trên chiếc xe mới, nhưng mà phải khiêng. Theo luật của Đức Chúa Trời là thầy tế lễ phải khiêng rương giao ước về, chứ không phải là kéo thì sẽ bỏ. Amen. Và chúng ta nhìn thấy điều gì xảy ra? Họ bước đi 6 bước thì ông dâng một con bò được làm tế lễ thiêng cho Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy khi ông bước đi 6 bước thì dâng tế lễ, bước đi 6 bước thì dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Như vậy là tấm lòng của ông biết là một cái tấm lòng vô cùng yêu mến Đức Chúa Trời. Ông yêu mến Đức Chúa Trời, ông nhớ Đức Chúa Trời, ông nhớ rương giao ước của Đức Chúa Trời, và ông thỉnh rương giao ước mà sai cần. Bây giờ ông làm lại tất cả những gì đúng đắn theo luật của Đức Chúa Trời, là khiêng rương giao ước của Chúa về. Và ông đã lột bỏ cái mũ vua của mình, ông cởi luôn cả cái áo bào của mình, mặc cái quần xà lỏng để mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy không ạ? Không phải là mặc bộ đồ của vua để thờ phượng Chúa, bỏ hết thờ phượng nhảy múa khác lời Đức Chúa Trời, và làm quả nó là một cái lễ liên hoan rất là lớn cho danh sự của Chúa. Bởi vì David vui mừng rước giao ước của Đức Chúa Trời về, có nghĩa là ông cầu xin sự hiện diện của Chúa ở với ông. Mà sự hiện diện của Chúa ở với vua thì sự hiện diện của Chúa ở với toàn danh sự của Đức Chúa Trời. Nên họ có một lễ liên hoan vui mừng rằng là Đức Chúa Trời đã ban phước, Đức Chúa Trời đã hiện diện với dân Israel. Ngài hiện diện với vua, Ngài hiện diện với cả dân Israel. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy điều gì xảy ra? Mì cần thấy ra biết chạy múa thì sao? Coi thường. Nó là bị vua mà cỡ trầm như vậy mà nhảy múa như vậy là không ra gì hết trước các con đòi. Nhưng mà cuối cùng thì Mi-cân thì son sẻ cả cuộc đời không sinh con nữa, bởi vì coi thường cái sự ngợi khen thờ phượng mà David đã thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. 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 Ngày hôm nay nếu chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời
chúng ta nhảy múa, chúng ta có thể giơ cao lên, chúng ta có thể có những cái biểu hiện khác thường. Nhưng mà ai mà coi thường đó là thì rất là nguy hiểm đấy. Amen. À, đúng đấy, Chúa là nguy hiểm. Bởi vì con người với cả tấm lòng của mình hát mừng ngợi khen Chúa, có thể nhảy múa, có thể giơ cao lên và có thể làm đủ mọi động tác, bởi vì tấm lòng mình yêu Chúa mà mình không còn xấu hổ gì hết để mà ngợi khen Đức Chúa Trời của mình, dù mình chọc chọi mã la kêu rồi để mà thờ phượng Đức Chúa Trời của mình. Amen. Chúa nói là Chúa sẽ thiết lập lại nhà trại của David. Amen. Ở đây không phải là một cái nền tảng, nhưng mà David căn một cái trại lều vải, một cái lều vải thôi, để rương giao ước ở trong đó và gợi khen Đức Chúa Trời, dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. Nó không có nơi chí thánh hành lang gì hết, một cái lều vải mà thôi. Và chúng ta thấy được sau khi vua ngự về cung coi đoạn 7 của sao anh gì đó, và Chúa cho vua David an ninh mọi bề, không còn quân thù quấy nhiễu. Vua nói với Tri-ti Na-than rằng: này ta sống trong cung xây bằng gỗ báo hương, còn rương giao ước của Đức Chúa Trời lại ngự giữa các bức màn. Ông nói với Na-than rằng: xin bệ hạ, ông Na-than tâu với vua: xin bệ hạ cứ thực hiện mọi điều bệ hạ suy tính trong lòng, vì Chúa ở với bệ hạ. Tức là rương giao ước của Chúa ở giữa những bức màn, có nghĩa là một cái lều bằng vải căng lên và rương giao ước như vậy. Và ông rất là khó chịu, ông rất là giống như là bị cáo trách vậy. Nhưng mà ông muốn xây một đền thờ cho Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa ngăn cấm và cho ông biết rằng là chỉ có Salomon là con của vua là người xây dựng, chứ không phải là vua. Chuyện này chúng ta thấy. Và Chúa ban cho David an ninh mọi bề. Chúa ban cho David an ninh mọi bề, có nghĩa là quân thù phải khiếp sợ, quân thù phải chạy trốn, và David trở nên một cái người chiến thắng quân thù nghịch xung quanh, và các dân tộc, các vua xung quanh đều phải triều cống của David. Sự hiện diện của Chúa làm cho quân thù phải sợ hãi, phải chạy trốn, và David trở nên một ngôi vua rất là vinh quang, và các dân tộc xung quanh, các vua xung quanh phải triều cống vua David, bởi vì vua David được Đức Chúa Trời phù hộ, vua David được Đức Chúa Trời ban phước, vua David được Đức Chúa Trời chiến trận, ngài là đấng chiến trận cho David. Chúng ta nhớ lại Samuel nhất đoạn 17 không ạ? Giê-hô-va vạn quân là đấng chiến trận cho David. Đó là trong đoạn 17 còn chỉ có 46-47. Ngài chính là Giê-hô-va vạn quân, ngài chính là đấng chiến trận cho David. David nhờ cậy Chúa mà trở nên một vị vua rất là nổi tiếng, rất là vinh quang, bởi vì Đức Chúa Trời ban phước cho ông, bởi vì Đức Chúa Trời ban phủ ông, Đức Chúa Trời chiến trận cho ông và làm cho kẻ thù địch và sợ hãi, không ai dám đụng đậy ở vua David, không ai dám tấn công. Tất cả những cuộc tấn công vua David đều bị thất bại và vua chiến thắng quân thù. Amen. Và Chúa nói rằng là ngày sẽ xây lại đền tảng của David để cho tất cả mọi dân tộc biết và tìm kiếm Chúa. Nơi nào có sự hiện diện của Chúa, nơi đó được ban phước. Amen. Hội thánh nào có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, hội thánh đó được ban phước. Người nào, gia đình nào có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, gia đình đó được ban phước. Mà khi được ban phước thì nhiều người xung quanh họ đã thấy Đức Chúa Trời ban phước cho mình và họ chạy đến và cùng thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. 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 Chúng ta tin điều đó không? Amen.
hội thánh của chúng ta có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Rồi nhiều người sẽ thấy và họ sẽ chạy đến, bởi vì họ thấy được ban phước quá nhiều kỳ, mọi phước lành từ các nơi trên trời đổ xuống cho chúng ta. Chúa nói rằng là anh chị em đã được Chúa chọn lựa trước khi sáng thế, và phước lành từ các nơi trên trời là thuộc về anh chị em. Mà phước lành từ các nơi trên trời chúng ta không biết, chúng ta không thấy, nhưng mà khi chúng ta tâm linh chúng ta được mở ra, mắt thuộc linh chúng ta mở ra, thì chúng ta mới thấy được mọi phước lành thiên liêng từ các nơi trên trời. Nên từ khi câu số 3 trở đi của Ephesos đoạn 1 thì đến câu số 17 thì Phaolô cầu nguyện cho tâm linh anh chị em được khôn ngoan và khải thị để nhận biết Chúa. Amen. Nhận biết cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, nhận biết chính mình và nhận biết được quyền năng vĩ đại siêu việt của Đức Chúa Trời là ban cho những người tin là thế nào. Amen. À, những gì thuộc linh, tâm linh của Đức Chúa Trời sẽ mở ra, con mắt tâm linh chúng ta sẽ mở ra để chúng ta có thể xử lý trong thuộc linh, trong vấn đề đó là chiều kích thuộc linh chứ không theo xác thịt nữa. Tất cả mỗi một chúng ta hầu như là đang ở trong trận chiến thuộc linh, đang ở trong chiều kích thuộc linh, nhưng mà điều gì nó xảy ra là xử bằng xác thịt không? Nên chúng ta rất là sai trật và chúng ta mất đi những phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Hãy xử lý bằng thuộc linh, theo chiều kích thuộc linh, theo thánh linh Chúa dẫn dắt chúng ta hãy xử lý. Amen. Cái đừng có xử lý xác thịt nữa, xác thịt không có xứng với thiên đàng đâu. Xác thịt là trong vương quốc thế gian, còn chúng ta là người của thiên đàng rồi thì hãy xử theo cách của thiên đàng. Amen. Chúng ta vào một vương quốc khác rồi, không phải là ở trong sự tối tăm vương quốc của Satan trong xác thịt, mà chúng ta xử lý xác thịt. Hãy xử lý theo chiều kích thuộc linh. Amen. Phải thuộc linh thật sự để biết được các phước lành của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, biết được cửa sổ từ trời mở ra cho chúng ta, biết được những gì trong Đức Chúa Trời cơ nghiệp giàu có vinh quang của Ngài đã ban cho chúng ta. Người con của Đức Chúa Trời mà chúng ta không hưởng được những phước lành của Đức Chúa Trời, không hưởng được cơ nghiệp của Đức Chúa Trời là một điều vô cùng thương tiếc. Amen. Vô cùng thương tiếc, bảo vệ. Cảm ơn Chúa, Chúa thiết lập lại đền tạm của David, trại tạm của David, và có nghĩa là Chúa thiết lập hậu thánh. Amen. Và Chúa ngự trong hậu thánh. Amen. Không còn là ở trong đền thờ Jerusalem nữa, cho đến bây giờ Jerusalem Chúa không ngự, nhưng mà Chúa ngự đền thờ đó là bằng thịt chứ không phải bằng đền thờ của Jerusalem và con người. Amen. Và Chúa nói với chúng ta này, sự hiện diện của Chúa ở đâu? Chúa là thánh linh. Thánh linh của Chúa ở đâu? Sự tự do. Sự tự do ở đó. Amen. Amen. Chúa thánh linh, chúng ta biết rằng Ngài ngự trong chúng ta hoàn toàn được tự do. Amen. Bởi vì Chúa Giêsu tuyên bố rất là rõ ràng là thần của Chúa ngự trên ta, Ngài sức giàu cho ta đặt giảm tin lành cho người nghèo khổ. Ngài đã sai ta đem cho người nô lệ, người tù được tự do, người mù được thấy. Amen. Người bị áp bức được giải thoát. Amen. Và công bố năm thi ân của Chúa. Amen. 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 Cách đây 2000 năm Chúa Giêsu đã công bố năm thi ân rồi, là năm được tự do hoàn toàn. Amen. Amen. Một năm mà những người nô lệ được trả về của cải, bị bóc lột, hay là của cầm của mình, đất đai của mình bán hết thì được trả về, và người nô lệ đó trở về làm chủ tài sản của mình. Amen. 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 Trong Lê Chi Ký đoạn 25 thì có 8 ra đi. Như vậy thì qua Chúa Giêsu công bố năm thi ân rồi, quý vị được tự do chưa? Amen. Amen. Ra khỏi tội lỗi rồi. Amen. Ra khỏi nô lệ của Satan rồi. Amen. Ra khỏi bệnh tật luôn rồi. Amen. Ra khỏi nghèo đói luôn rồi. Ra khỏi sự lúa xả rồi. Ra khỏi vương quốc tối tăm rồi. Và chúng ta được vào vương quốc sáng lạn. Amen. Amen. Chúa nói sao? Để mở mắt họ, để mở từ nơi tối tăm đến nước sáng lạn, từ quyền lực của quỷ Satan đến với Đức Chúa Trời,
Thì bởi đức tin nơi ta họ được tha tội và hưởng cơ nghiệp và các thánh đồ. Amen. Amen. Ngày hôm nay chúng ta hoàn toàn được tự do rồi. Amen. Và chúng ta là ông chủ bà chủ cho không còn là người nô lệ nữa. Amen. Amen. Chúng ta có quyền cái Satan, chúng ta có quyền cái tội lỗi, chúng ta có quyền cái xác thịt của mình. Amen. Amen. Chúng ta có quyền và Thánh Linh cũng có quyền cái đời sống của chúng ta và Thánh Linh sẽ dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Ngài ngự trong chúng ta. Amen. Làm thế nào để giữ được Thánh Linh của Chúa luôn luôn 24/7? Amen. Đây là điều vô cùng quan trọng đấy. Amen. Chúng ta thấy cái nhà Obed-Edom trong Sử ký thứ nhất đoạn 26 từ câu 4 đến câu số 13 đó. Thì nhà Obed-Edom khi David rước rương giao túi của Chúa về thành David thì cả nhà Obed-Edom khoảng 66 người bỏ nhà của mình đi theo rương giao túi của Đức Chúa Trời. Bởi vì trong 3 tháng thôi Đức Chúa Trời ban phước cho nhà họ quá nhiều. Bây giờ rương giao ước của Chúa dời đi thì họ không thể nào ở lại mà không có Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Đây là thời kỳ của cựu ước. Ngài hiện diện ở cái hồn giao ước. Và bây giờ rương giao ước đã dời đi rồi thì cả nhà Obed-Edom đi theo luôn. Có nghĩa là không thể thiếu Đức Chúa Trời. Amen. Họ không thể thiếu Đức Chúa Trời. Họ không thể ở một nơi mà không có Đức Chúa Trời. Và họ đã đi theo cả gia đình dòng họ của mình. Và họ trở thành những người gác cổng cho đền thờ của Đức Chúa Trời. Amen. Họ trở thành những người gác cổng. Nên họ nói rằng là trở thành một người gác cổng trong nhà của Chúa, còn quỷ hơn ở trong trại cai dự. Amen. 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 Nếu chúng ta gác cổng thôi thì cũng được phước hơn là ở bên ngoài. Amen. Amen. Bởi vậy mỗi đời sống chúng ta ngày hôm nay làm thế nào để chúng ta có thể giữ được Chúa hiện diện cả cuộc đời của chúng ta? Vì Chúa Giêsu đã phán rằng là Ngài ở với các ngươi luôn cho đến tận thế, Ngài ở với các ngươi đến đời đời. Và chúng ta thấy David làm điều gì không? Ông lập 24 ban nhạc thờ phượng Chúa, cầu nguyện dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời 24/7. Chúng ta thấy rằng có từ Mô-xe cho đến đời sau này chúng ta thấy rằng không có. Nhưng mà David ông biết rằng là xin chớ cấp Thánh Linh ra khỏi con. Nếu mà Ngài ra khỏi con thì cuộc đời của con là xong rồi. Con không thể thắng quân thù mà con không thể được phước, và con là xác thịt chẳng có lợi gì cả. Nên là Thánh Linh là vô cùng quan trọng. Amen. Amen. 24 ngày 24 thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. 24 ngày 24 nhân tế lễ cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Và giữ Đức Chúa Trời, giữ sự hiện diện của Đức Chúa Trời mãi mãi trên triều đại của vua David. Tôi đọc chỗ này thì tôi thấy cảm ơn Chúa. Và tôi thấy ở trong Khải Huyền có 24 trưởng lão ngài đem ca ngợi Đức Chúa Trời. Nhiều người nói rằng 24 trưởng lão là 12 sứ đồ với lại 12 trưởng chi tộc của Israel. Theo tôi thì tôi nghĩ đó là 24 trưởng lão mà những người đại diện ngợi khen và thờ phụng Đức Chúa Trời. Amen. Chúa rất thích âm nhạc. Chúa rất thích ngợi khen và thờ phụng. Amen. Amen. Dạ của chúng ta là vậy đó. Hãy hiểu ý cha của mình. Amen. Nên mỗi ngày nhiều lúc đó, gia đình của mình nó đang có một không khí buồn rầu, hãy hát lên. Amen. Có những nan đề trong cuộc sống, hãy hát lên. Amen. Chúa hiện diện, mọi thứ đều tan biến. Đừng có chú tâm vào cái nan đề của cuộc sống, chú tâm vào những cái điều mà nó đang làm cho chúng ta sụp xuống và buồn rầu. Thì chúng ta cứ lầm bầm, chúng ta nói thế này, chúng ta nói thế kia và chúng ta đặt nhiều dấu hỏi. Nhưng mà hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Hãy ca ngợi Đức Chúa Trời. Cứ 6 bước để dâng một con bò đực. Tôi thấy rằng là vua David thì gặp là hết chỗ nói rồi. Đó mà hết chỗ chê đó rồi. Thế là điều mà đẹp lòng Đức Chúa Trời, cứ ngợi khiên hồn cho Đức 6 bước làm dâng một con bò đực. Cứ 6 bước làm dâng một con bò đực. Ai làm như thế được không? Và trở về nhà
thiết lập 24 ngày 24, 24 ban nhạc để ngợi khen Đức Chúa Trời, không bỏ nhớ một thời giờ nào cả. Amen. Amen. Hội thánh của chúng ta hãy lặp lại. Amen. Chúng ta đã thiết lập cầu nguyện 24/24. Nhưng mà thời gian gần đây hầu như là có người cầu nguyện, có người không cầu nguyện nữa. Mỗi người một giờ từ nay cho đi phải lặp lại. Amen. Amen. Ai kết nối, ai kết nước một giờ nào đó trong 24 giờ thì anh chị em phải lặp lại. Amen. Amen. Để giữ Đức Chúa Trời hiện diện giữa vòng chúng ta. Amen. Ở tại Indonesia có một sư Nico đó, quý vị biết điều gì xảy ra không? Trước khi xây nhà thờ là xây tháp canh trước, chứ không phải xây nhà thờ trước. Xây trung tâm thờ phượng là xây tháp canh trước. Họ xây tháp canh và họ cầu nguyện 24/24. Họ dâng tế lễ 24/24 và ngợi khen thờ phượng Chúa 24/24. Amen. Amen. Mà khi họ cầu nguyện trong tháp canh 24/24 có nghĩa là sự hiện diện của Chúa bảo vệ thành phố của họ, sự hiện diện của Chúa bảo vệ hội thánh của họ, sự hiện diện của Chúa ban phước cho họ, và sự hiện diện của Chúa làm cho kẻ thù nghịch phải chạy trốn, và tất cả quyền lực của kẻ thù nghịch không làm được gì phá hại được hội thánh của Đức Chúa Trời. Tôi bây giờ nghe họ kể lại ở một đất nước Hồi giáo, khi hội thánh của một sư Nico được thịnh vượng, khi đã xây cái trung tâm 11.000 người đó rồi thì họ nhóm lại với nhau. Những người Hồi giáo bước vào và họ đặt hai quả bom, một quả bom gấp bên này, một quả bom gấp bên kia. Họ biết là quả bom gấp bên này nổ thì người ta sẽ chạy theo cái đường ra góc bên này, thì quả bom kia nổ một phát nữa là coi như là tiêu diệt hết những người ở trong nhà thờ, và mọi người không hay biết gì cả. Đúng một cái quả bom nó âm một phát thì dưới cái ghế của một người ngồi, người đó không chết nhưng mà áo của người đó bị thủng một lỗ. Bây giờ cái áo đó vẫn còn treo để làm kỷ niệm, và nhiều người đến để nhìn xem cái áo bị thủng một lỗ, nổ dưới ghế mà người ấy không chết, chỉ thủng một lỗ cái áo mà thôi. Mọi người đều chạy ra phía bên này, bỏ bom phía bên này, còn một giây nữa là nổ thì dừng lại, không nổ nữa. Và họ tìm ra một cái túi và họ đem đến cảnh sát để nghiên cứu tại sao nó không nổ, dừng lại còn có giây nữa mà không nổ. Bao nhiêu hội thánh bị giết bởi vì những người Hồi giáo cực đoan đặt bom, bị nổ và chết rất nhiều. Nhưng mà hội thánh của một sư Nico không chết, không phá hại được, bởi vì ông nói rằng đây là tháp canh, bởi vì Chúa hiện diện 24/24 nên kẻ thù nghịch chẳng làm gì hết, vũ khí của các ngươi không thể lợi. Amen. 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 Nên chúng ta cần phải cầu nguyện. Hỡi anh chị em, chúng ta hãy bước vào trong cái giờ của mình để cầu nguyện 24/24, ích lợi cho chính mình, ích lợi cho hội thánh, và tôi tin chắc rằng là Đức Chúa Trời hiện diện, là Đức Chúa Trời ban phước cho những người cầu nguyện. Amen. 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 Đừng có buồn ngủ hay là nhiều lúc chúng ta không có trung tín để mà cầu nguyện, lúc chúng ta cầu nguyện, lúc chúng ta không cầu nguyện, nhưng mà hãy giữ trung tín cho đến chết. Amen. 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 Chúng ta sẵn sàng không ạ? Amen. Tôi sẽ bật lại cái sự cầu nguyện 24/7. Amen. Amen. Mỗi một người một giờ, chúng ta đăng ký và chúng ta sẽ bước vào cái giờ của mình để cầu nguyện. Rồi chúng ta sẽ thấy được Đức Chúa Trời ban phước cho họ thánh, thấy được Đức Chúa Trời ban phước cho gia đình của chúng ta, cho dòng dõi của chúng ta. Mà Ngài ban phước thì sao? Thịnh vượng. Amen. Amen. Quý vị nhìn lại cuộc đời của mình, gia đình của mình đi, cho đến bây giờ chúng ta có thấy mình được thịnh vượng không? Amen. Tôi thấy là điều lạ là Covid suốt trong vòng 2 năm đó, nhiều người không có việc làm, nhiều hội thánh không có tiền, bởi vì không có việc làm sao có tiền dâng hiến. Nhưng mà hội thánh của chúng ta thì tiền dâng hiến nó gấp đôi. Amen. Đó là một phép lạ. Amen. Amen. Không làm việc nhưng mà tiền dâng hiến cứ gia tăng. Amen. 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 Bởi vì chúng ta có một Đức Chúa Trời hằng sống,
Đấng hiện diện giữa phòng chúng ta và Đấng đó ban phước cho chúng ta. Amen. Đấng đó bảo vệ chúng ta. Trong mà những năm Covid không có một người nào trong phúc âm toàn vẹn bị chết cả. Amen. Không có ai chết cả. Có những người sắp chết mà được cứu sống, không chết. Đó là sự hiện diện của Chúa, sự bảo vệ của Chúa. Amen. Nên ngày hôm nay, hỡi công dân của Đức Chúa Trời, chúng ta biết rằng là sự hiện diện của Chúa đem phước lành cho đời sống của chúng ta. Amen. Sự hiện diện của Chúa quỷ quá sạch phải trông chặt. Amen. Amen. Chúng ta, nếu chúng ta cứ ngợi khen thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta cứ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, chúng ta liên hệ với Đức Chúa Trời liên tục. Bầu thánh của Chúa cũng cầu thai và sự hiện diện của Chúa che phủ bảo vệ. Amen. Giống như dân Israel của đồng bắc là trụ mây và trụ lửa ngày đêm bảo vệ họ, ban phước cho họ, thì ngày hôm nay thánh linh của Đức Chúa Trời cũng ở với hội thánh của Chúa bảo vệ che chở. Và nếu con quỷ nào nó lén vào nó tấn công thì nó bị thất bại. Amen. 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 Nó bị thất bại. Qua cái sự cầu nguyện 24/7 đó làm cho sự hiện diện của Chúa và ngài mặc khải cho chúng ta biết trước mọi sự tấn công của Satan. Tôi vào trong tháp canh của Indo mấy lần và tôi thấy được rằng là khi họ cầu nguyện cho Chúa mặc khải, tôi nhớ lại cái điều mà Chúa mặc khải cho hai người. Một người đứng lên nói là tôi thấy có một người đàn ông chắc chắn là sai khiển đi ngã qua ngã lại như vậy. Rồi một người khác đứng lên là tôi thấy một người phụ nữ dẫn một đứa con rất là buồn thảm đi ra, rất là tuyệt vọng. Thì họ biết ngay đó là Satan đang tấn công vào hôn nhân và gia đình. Họ cầu nguyện phá hủy công việc tấn công của Satan để bảo vệ thành phố của họ, bảo vệ hội thánh của họ. Và có nghĩa là ma quỷ chuẩn bị để tấn công đã bị phá hết rồi nên nó không tấn công được. Có nghĩa là chúng ta đánh trước chứ không phải đánh sau, không phải để nó đánh rồi chúng ta mới đỡ. Nhưng mà là người của Đức Chúa Trời, chúng ta biết trước kẻ thù của ngài, kẻ thù của hội thánh tấn công vào thánh như thế nào là phá hủy trước bằng không quân, phải không? Bằng máy bay, bằng những lời cầu nguyện dập tắt tất cả những tên lửa của kẻ dữ để rồi bảo vệ hội thánh của Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Chúng ta tỉnh thức luôn luôn thì chúng ta sẽ đắc thắng và hội thánh cứ như thế mà phát triển. Amen. Nhưng vào thánh của Chúa nên chúng ta thiếu những kẻ hở, những giờ thì ma quỷ nó sẽ xen vào những cái giờ đó mà có thể tấn công vào thánh của Chúa, vào thánh của Chúa không biết. Và nhiều người phải ở trong sự đau khổ, nhiều người ở trong bệnh tật, nhiều người ở trong hôn nhân nó không có hạnh phúc. Amen. 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 Nên Chúa nói rằng là sự hiện diện của Chúa và nhiều dân tộc họ nhận biết và các dân ngoại quốc sẽ đến mà tìm kiếm Chúa, sẽ đến mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Sự hiện diện của Chúa ở trong hội thánh, Chúa ban phước cho hội thánh, Chúa bảo vệ cho hội thánh, Chúa bảo vệ từng cá nhân, Chúa bảo vệ từng gia đình, Chúa ban phước từng cá nhân, từng gia đình. Mà sự hiện diện của Chúa là kẻ thù nghịch bị phá hủy. Amen. Mưu Chúa của chúng nó bị phá hủy. Amen. Và hội thánh của Chúa cứ đà đó mà tăng lên và tăng lên. Và vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được mở rộng bởi vì người ta thấy được sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Amen. Đến nỗi mà Phi Rơ đi ngang qua, cái bóng của Phi Rơ cũng che được vài ba người. Tất cả những người đem đến với Phi Rơ đều được chữa lành cả. Bởi vì sự hiện diện của Chúa ở với Phi Rơ. Amen. Sự hiện diện của Chúa ở với Philip. Philip đến xứ Samari giảng, nhiều quỷ la ứng tiếng ra khỏi nhiều người què gặp được chữa lành, cả thành vui mừng khôn xiết. Amen. Amen. Cả thành vui mừng khôn xiết. Sự hiện diện của Chúa trở về với Israel tung hô ngợi khen, nhảy múa ca ngợi Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời ban phước cứ về và các kẻ thù nghịch yên lặng, không dám nhúc nhích, không dám nổi dậy tấn công vua David, tấn công Israel. Và Chúa ban phước cho Israel. Amen. Chúa ban phước cho triều đại David. Chúa có lời hứa cho triều đại David, đó là một tiên tri sẽ nhảy lên từ dòng dõi David, đấng Messi đó chính là Chúa cứu thế Giêsu. Amen.
Và Chúa của Thánh Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh và Ngài tuyên bố thần của Chúa người trên Ngài đã sức dầu cho Ngài đến dẫn tin mình và đem sự tự do cho tất cả những con người tin Ngài. Amen. Amen. Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trên Chúa Giêsu. Ngày hôm nay Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta. Hãy đi và đem sự tự do cho nhiều người khác. Biết bao nhiêu người nô lệ cho tội lỗi, biết bao nhiêu người nô lệ cho ma quỷ, bị áp bức, bị khống chế, bị điên loạn, bị áp chế đủ mọi điều, và chúng ta là người đem sự tự do cho họ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa vì Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa. Và giờ này khi hội thánh Chúa chúng ta cùng đứng lên, tôi sẽ dâng lời cầu nguyện công bố để quý vị có đức tin mà có thể nhận thánh ngay thì giờ. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.